Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Hành Trình Hy Vọng. Quý vị thân mến, chuyến hành trình mang tên Hy Vọng của chúng tôi đã đi được một chặng đường khá dài, đến với nhiều mảnh đất, nhiều làng quê trên khắp cả nước, với mong muốn là sẽ trở thành động lực cho nhiều người hơn nữa, giúp họ thoát khỏi nỗi lo về bệnh tật. Và ngày hôm nay xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ nhân vật của chương trình, cô Nguyễn Thị Trang, đang sống tại xã Đức Hòa, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Để cây lúa mọc lên rồi trổ bông, đem lại những hạt gạo thơm, những chén cơm dẻo là niềm vui của người nông dân. Trên đồng xa, nước đã chảy về, lúa mùa xanh tốt say mê, được mùa trúng lớn, tràn trề thóc phơi. Trước kia một sào là chỉ được 50 cân, nhưng mà bây giờ một sào là phải được 2 tạ, năng suất phải gấp 4 lần trước. Về xã Đức Hòa vào những ngày đầu tháng 7, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước sự chuyển mình của một xã nông thôn mới. Nhà ở khang trang, đường phố sạch đẹp, đời sống của nhân dân được nâng cao. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân ở nông thôn. Thời đại bây giờ tiến lên quá đó. Chính ra ngày xưa còn phải đi cắt về để đập, rồi đập cái cối đá rồi thì lầy lọ nó vất. Nhưng mà bây giờ được sướng là có máy cắt. Về chỉ việc phơi thôi, mà bây giờ nước vào tận ruộng nhiều cái đỡ. Cô Trang, người gắn bó cả cuộc đời mình với nông nghiệp, cô hiểu hơn ai hết sự vất vả của nghề nông trước đây. Làm ruộng thì cấy cày rồi thì là gieo mạ rồi thì trồng màu, nói chung là quanh năm vất vả. Cấy chân nấm tê bùn suốt ngày ngoài đồng, rồi thì là làm cây rau, cây dưa hay trồng cây hoa màu gì thì suốt ngày ngoài đồng. Mà làm năm hôm mà chưa lắc cũng chả hết việc. Nhưng bây giờ chả làm được. Chăm chỉ, cần mẫn là những đức tính của người nông dân như cô Trang. Thế nhưng những bất ổn về sức khỏe làm cho công việc của cô bị gián đoạn. Tôi đi làm về cảm thấy mệt thì tôi cứ đi ngoài. Đi ngoài là cách đây 4 năm rồi. Tôi thấy nó cứ đi ngoài vặt vãnh thì tôi uống hàng trăm viên cờ lực xít, tôi cảm thấy nó vẫn chỉ khỏi lúc đấy thôi, sau nó lại vẫn thế. Tôi bảo chết rồi, mắc bệnh gì tôi mới đi khám. Thì người ta bảo tôi là viêm đại tràng, bác sĩ cho tôi thuốc kê đơn, bốc thuốc rồi ghi rồi thì uống, nhưng mà hết cái thuốc đấy là nó lại thế. Sau con tôi lại đi lấy cho các thuốc, các thứ uống nó chỉ khỏi lúc bấy giờ, sau nó không khỏi. Lần đấy tôi phải đi 10 lần cứ như bột bọt thế, thì không dám ăn cái gì, nhưng mà nó vẫn không khỏi, có nghĩa là cứ hình như là thân quen một cái nhà vệ sinh quá. Nói ra thì mọi người bảo ai chả là đi ngoài, nhưng mà đi ngoài là khác. Đi lầy nó khác, nó khó chịu. Mà lúc nào cũng cảm thấy nó bấm dứt trong người. Mơ ước là làm sao chữa cho mình khỏi thì để mình sống đâu để phục vụ con cháu. Mong ước một tuổi già bình an, mạnh khỏe của cô Trang là mong ước chính đáng. Và chúng tôi sẽ đồng hành cùng với cô tại cơ sở y tế để nắm rõ hơn về tình trạng hiện tại. Xin kính chào quý vị, sau đây xin mời quý vị sẽ cùng tới với phần điểm tin trong bản tin 360 của chúng tôi. Thưa quý vị, viêm đại tràng là tình trạng tổn thương khu trú hay lan tỏa ở vùng niêm mạc đại tràng do bị viêm nhiễm. Tùy mức độ, cơ thể người bệnh sẽ xuất hiện các triệu chứng khác nhau gây khó chịu, mệt mỏi hoặc là tinh thần sa sút. Trường hợp nặng nề có thể gây ra xuất huyết, áp xe ở đại tràng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Hiện nay tại Việt Nam thì tỷ lệ người mắc viêm đại tràng đang ở mức khá cao. Theo thống kê, cứ 3 người thì có một người viêm đại tràng. Đây quả là một con số không hề nhỏ. Viêm đại tràng mặc dù là căn bệnh không gây nguy hiểm đến tính mạng ở giai đoạn đầu, thế nhưng nếu chúng ta không điều trị kịp thời, hiệu quả và hợp lý thì bệnh rất khó điều trị dứt điểm, dễ tái phát, lâu dần có thể dẫn tới ung thư đại tràng. Đó là những thông tin mà chúng tôi gửi tới quý vị trong phần bản tin 360 ngày hôm nay. Còn bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng tiếp tục hành trình hy vọng. Bác đi kiểm tra những cái xét nghiệm cơ bản nhé. Hiện tại thì cháu đã có kết quả siêu âm và nội soi của bác. Siêu âm ở bụng thì bình thường. Kết quả nội soi đại tràng thì có hình ảnh viêm đại tràng. Bệnh viêm đại tràng thì nó là cái bệnh viêm mạn tính của đại tràng. Nó gây ra sưng nề vùng niêm mạc đại tràng.
làm tăng co thắt và có thể gây đau và có thể gây đầy bụng, khó tiêu, đi ngoài nhiều lần. Đối với bệnh viêm đại tràng thì nó là bệnh mạn tính, mình sẽ không thể khỏi dứt điểm được cái bệnh này. Thế nhưng mà mình có thể thứ nhất là thay đổi chế độ ăn uống, sinh hoạt. Ngoài ra thì mình có thể uống thêm các loại thuốc để điều trị các triệu chứng, ví dụ như là đầy bụng, khó tiêu hoặc là đau bụng, ăn uống điều độ, nghỉ ngơi đúng giờ và tránh căng thẳng lo âu. Bây giờ cháu sẽ kê đơn thuốc cho bác để điều trị những triệu chứng của bác bây giờ nhé. Ngay sau đây xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với chuyên gia của chương trình. Xin được trân trọng giới thiệu Thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Xin chào bác sĩ ạ. Xin kính chào quý vị khán giả. Xin chào cô Duy. Vâng, thưa bác sĩ, trường hợp của cô Trang, nhân vật của chương trình, thì cô Trang đã bị viêm đại tràng. Vậy thì bác sĩ có thể miêu tả cho quý vị khán giả một cách rõ nhất về những biểu hiện, những triệu chứng của viêm đại tràng không ạ? Có thể nói hiện nay cái tình trạng viêm đại tràng đang khu xuống gia tăng. Mặc dù là bây giờ hiện nay cái đời sống vật chất, tinh thần của chúng ta được cải thiện rất tốt, cho nên là với tình trạng bệnh nhân mà trên clip vừa rồi cũng không nằm ngoài cái tình trạng vậy. Đơn giản thôi, đầu tiên là chúng ta phải nghĩ tình trạng đau bụng mà đau dọc khung đại tràng. Đặc biệt khi mà bắt đầu đi ngoài, đau quặn lên và sau đó khi đi ngoài xong thì giảm đau. Cái thứ hai là vấn đề rối loạn về đại tiện, là có thể bị táo, nhưng mà đặc biệt là hai bệ đi lỏng. Với những người viêm đại tràng mãn tính, ta đi rất nhiều lần, đặc biệt là khi mà chúng ta ăn phải những đồ sống lạnh, có thể là chán ăn, có buồn nôn, có đầy bụng, để mà chuẩn đoán được là chúng ta có bị viêm đại tràng hay không, phải nội soi cái đại tràng của chúng ta. Nếu như mà nó có tổn thương thì đó người ta gọi là viêm đại tràng. Còn nếu như nó không có những tổn thương về giải phẫu bệnh lý, về sinh hóa thì người ta gọi là hội chứng ruột kích thích. Cô Trang là một người đã đi khám này, rồi là điều trị nhiều lần rồi. Thế nhưng các triệu chứng của viêm đại tràng thì cứ phát đi phát lại, ảnh hưởng đến cuộc sống. Vậy thì tại sao cái căn bệnh viêm đại tràng này nó lại khó điều trị dứt điểm đến thế ạ? Chúng ta biết bệnh viêm đại tràng có rất nhiều nguyên nhân và những yếu tố nguy cơ. Thứ nhất là vấn đề liên quan đến cái chế độ ăn uống của chúng ta. Cái thứ hai, yếu tố liên quan đến vấn đề tinh thần. Cực kỳ quan trọng đối với người viêm đại tràng. Bởi vì khi mà chúng ta buồn phiền, chúng ta lo lắng, nó làm cho đại tràng của co thắt nó bất thường. Chúng ta biết là ở đất nước Việt Nam chúng ta là xứ nhiệt đới, các cái yếu tố liên quan đến các cái vi sinh vật, trong đó có vấn đề nhiễm khuẩn. Thói quen của người Việt Nam rất là xấu ở chỗ là không cần phải thầy thuốc. Nhiều khi chúng ta sử dụng quá nhiều kháng sinh, hoặc chúng ta có thể ăn uống nó không điều độ, không hợp lý, thì nó làm rối loạn cái cân bằng này. Và từ đó nó có thể gây ra cái tình trạng nó bị tổn thương. Trong cái điều trị viêm đại tràng mãn tính thì một trong những vấn đề rất quan trọng, nó phải làm tái tạo lại các cái niêm mạc đại tràng bị tổn thương, đồng thời tăng sức đề kháng của đại tràng trước các tác nhân bất lợi. Cái vấn đề mà tái tạo lại cái sự cân bằng các cái vi khuẩn có ích trong đường ruột là cực kỳ quan trọng. Là cô Trang mong muốn rằng là sẽ phương pháp để có thể điều trị hiệu quả và làm hạn chế tối đa cái việc mà tái phát lại những triệu chứng của viêm đại tràng. Có thể nói là bệnh nhân của chúng ta, tôi nghĩ rằng là không có một thứ thuốc nào mà chỉ duy nhất nó có thể giải quyết được vấn đề, mà chúng ta phải điều trị mang tính chất toàn diện. Điều đầu tiên là về tinh thần là chúng ta phải rất thoải mái, chúng ta hết sức thư thái. Cái thứ hai rất quan trọng đó là về ăn uống, đảm bảo ăn uống cân bằng, đủ chất, là những đồ ăn thức uống dễ tiêu, nó ôn ấm. Các cụ nói là ôn ấm để nó tốt cho tỳ vị. Cái nữa, chỉ đơn giản là với những người bị viêm đại tràng, hàng ngày, tối trước khi đi ngủ, sáng chúng ta thức dậy, chúng ta nên xoa bụng của chúng ta độ 100 vòng. Cứ như vậy thì nó sẽ làm tốt lên rất nhiều. Tóm lại là gì? Là để điều trị căn bệnh viêm đại tràng mãn tính thì chúng ta phải kết hợp rất nhiều biện pháp. Và trên quan điểm là phải kết hợp cách toàn diện và cân đối. Cho nên là hiện nay người ta có xu hướng, người ta tìm đến những cái sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược, hoạt chất được chiết xuất từ thảo dược, thì nó vừa đảm bảo tính an toàn, không có tác dụng không mong muốn, và đồng thời nó chữa trị được, như các cụ nói là giải quyết được gốc của vấn đề hơn. Ví dụ như các cái thảo dược mà chúng ta vẫn thường dùng
ví dụ bạch linh này, bạch chuột này, hoài sơn này, bạch thược này, hoàng bá này. Đấy là những thứ mà có thể nói rằng là trong những cái đơn thuốc mà các thầy thuốc y học cổ truyền để mà điều trị với đại tràng mãn tính thì bao giờ các cụ cũng kê. Nhưng vấn đề chỗ hiện nay ấy, thì người ta không chỉ bằng lòng với cái việc là dùng các thảo dược đơn thuần như vậy, mà người ta tìm đến những hoạt chất được chiết xuất từ thảo dược. Tôi nói ví dụ như là cái 5-HTB chẳng hạn. Vâng. Đây đó là một hoạt chất mà được chiết xuất từ thảo dược có nguồn gốc từ châu Phi mà bởi các nhà khoa học Mỹ, mà nó dùng giảm đau, chống viêm, đặc biệt là nó làm tăng cái serotonin. Thì đây nó là một cái hoạt chất có thể nói là nó giúp cho chúng ta đỡ bị căng thẳng. Hay nữa là người ta dùng cái immun gamma. Thì đây nó cũng là một cái hoạt chất cũng được chiết xuất từ một loại thảo dược. Cũng cử các nhà khoa học Mỹ người ta chiết xuất, người ta phát minh ra. Nâng cao sức miễn dịch của cơ thể cũng như là sức miễn dịch của đại tràng và tăng tái tạo các cái biểu mô tế bào của đại tràng khi mà bị tổn thương. Thế cho nên là đấy, một sự phối hợp giữa các thảo dược thông thường của châu chúng ta như là bạch thược, bạch chuột, bạch linh, hoàng bá, vân vân, kết hợp với hai cái hoạt chất mà được chiết xuất là HTP và immun gamma thì giúp cho vấn đề là tăng cường cái tái tạo các cái tế bào biểu mô của đại tràng, chống viêm, giảm đau, rồi là tăng cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch của đại tràng cũng như là của cơ thể. Tràng Phục Linh Plus với thành phần có 5-HTB, immun gamma và các thảo dược tự nhiên như bạch chuột, bạch thược, hoàng bá, bạch phục linh đã được nghiên cứu chứng minh hỗ trợ giảm các kích thích gây co thắt đại tràng, từ đó giảm các triệu chứng cổ trứng ruột kích thích và viêm đại tràng như đau bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần. Rất nhiều người đã sử dụng và cho hiệu quả tốt. Tràng Phục Linh Plus cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không giảm triệu chứng hội chứng ruột kích thích và viêm đại tràng sau 2 tháng sử dụng. Sản phẩm hiện có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Cảm ơn bác sĩ đã tới với chương trình và chia sẻ những thông tin rất hữu ích và chi tiết trong ngày hôm nay. Và nếu như quý vị còn thắc mắc gì về căn bệnh viêm đại tràng, có thể liên hệ trực tiếp với tổng đài miễn cước của chúng tôi là 1800 1506 để được tư vấn. Còn bây giờ hãy cùng chúng tôi gặp gỡ lại với cô Trang để tiếp tục hành trình hy vọng trong ngày hôm nay. Một buổi sáng trong lành, chúng tôi được trở về với Đức Hòa, Sóc Sơn thăm lại cô Trang, nhân vật của chương trình. Xưa tôi uống đã nhiều thuốc, uống khắp mọi nơi, từ dân tộc cho đến coi thuốc Tây, thuốc Nam là uống quá nhiều. Tại vì là mấy năm trời, năm nay là 4 năm rồi chứ có ít đâu, nhưng chẳng khỏi. Thế nhưng mà đến bây giờ tôi cảm thấy là khỏi rồi. Còn về sau này nữa thì không biết, bây giờ là tôi thấy khỏi. Ngày xưa thì tôi coi như thế là đi một ngày, buổi sớm thì ra có hôm phải đến 10 lượt. Nhưng bây giờ tôi đi chỉ một lần, trong bụng tôi cảm thấy rất bình thường. Tôi không phải kiềng khem như xưa nữa. Lắm hôm còn ăn thử cá xem nó thế nào, nhưng mà vẫn thấy được. Tôi cảm thấy rất sảng khoái mà thấy vui vẻ, yêu đời. Như trước thì chán đời. Lào đôi lúc cũng thử chua cay, ngọt, cũng dám ăn rồi. Nhưng mà cũng cảm thấy là dễ chịu. Tôi đi khám bác sĩ về thì tôi coi như thế ăn ngủ nghỉ tôi cũng giữ đúng rất chi là liều lượng. Nhưng mà tôi vẫn dùng chiết xuất bạch chuột và bạch phục linh. Sức khỏe của tôi nó ổn định. Ôi, con cái tôi thì nó mừng quá, nó cũng phấn khởi lắm. Cảm thấy người nó khỏe mạnh. Ra ngoài vườn với cô con dâu tôi là mẹ con làm ít rau sạch, lấy ít hoa quả để cho các cháu, các con nó ăn, không có ảnh hưởng gì đến cái sức khỏe. Chúng tôi cảm thấy sung sướng lắm. Dạ vâng ạ, ngày hôm nay thấy cô khỏe mạnh thế này thì chương trình cũng rất là mừng. Và thay mặt chương trình thì cháu xin được chúc cô sẽ luôn luôn khỏe mạnh và luôn luôn có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống ạ. Cảm ơn chương trình, cảm ơn quá. Đi qua những ngày tháng nhọc nhằn với bệnh tật, giờ đây an yên cũng đã đến. Những giây phút bên gia đình, những giây phút gửi tâm vào kinh Phật, cô tìm được sự bình an, thanh tịnh. Chúc mừng cô đã tìm lại được sức khỏe và an yên tuổi già.